Bây giờ có muốn chờ dài cổ thì cũng đâu có chờ được. Sao em lại có cuốn sổ này? Đâu phải là sổ của em đâu. Em lượm được lúc em dọn phòng của chị với tên Miên hôm bữa đó. Có chuyện gì vậy chị? Chị! Ê mày, không biết hồi sáng tới giờ đại ca đi đâu rồi hả? Đại ca đi phi vụ làm ăn chứ đi đâu? Ai có điện thoại cho tôi mượn liền đi. Chị, để gọi thăm người yêu hả em? Trời ơi, ông Siêu đang bị lọt vô ổ phục kích, sắp chết tới nơi rồi mà mấy người còn giỡn nữa. Ê cô em, đừng có giỡn mặt nha. Đừng có thấy đại ca tôi chiếu cố rồi muốn nói năng sàm bậy gì cũng được nha. Tôi không có thời gian tranh cãi với mấy người. Bây giờ đưa điện thoại đây tôi gọi liền cho ông Siêu. Còn không thì mấy người chờ hốt xác ông về đi. Ê mày, có tin con nhỏ này được không mày? Nhanh lên, còn chờ cái gì nữa? Đâu mày gọi giọng thử còn sao? Trời ơi, nhanh lên đi. Mày chạy nhanh lên. Chạy gì cà rời vậy? Dạ. Mày hé đó cái thằng này. Cái gì đó mày? Alo, ông Siêu hả? Ông quay xe lại liền đi. Ông đang lọt vào ổ phục kích của tụi nó đó. Cô nói tào lao cái gì đó? Tính dở chân phá đám tôi hả? Trời ơi, ông phải tin tôi. Tôi mới lượm được cuốn sổ của thằng Trùm Miên. Nó làm rớt. Trong đó nó ghi rõ ràng là chia 5 tỷ cho đàn em như thế nào. Đủ hết luôn đó. Thì sao? Ông vẫn chưa hiểu hả? Nếu như số tiền này dùng để xây dựng sòng bài thì nó đâu cần phải chia 5 tỷ này cho đàn em, đúng không? Ý cô nói là tụi nó cướp tiền tôi rồi chia cho đồng bọn hả? Phải. Sợ gì nó chưa thanh toán ông liền là tại vì nó chờ ông đưa đủ tiền đó. Mày á. Nếu như mà đàng hoàng thì đâu cần thiết phải thay đổi địa điểm. Nhưng mà mình còn giữ giấy tờ đất của tụi nó mà. Trời đất ơi, vàng còn làm giả được, huống chi là mấy tờ giấy lộn đó. Ông nghe lời tôi, ông quay xe lại liền đi. Đừng có để mắc mưu tụi nó. Mình dừng xe lại. Dừng lại. Dạ. Đây ca, chỗ tụi nó ngoài kia mà. Alo. Tao giữ vali tiền chở đi. Mày mang theo vali giấy tờ. Nếu mọi chuyện bình thường, quay lại đón tao. Dạ. Nhớ xuống ống lên đầu hết đi. Dạ. Đề phòng dữ hơn. Dạ đây ca. Chỉ một mình đại ca chạy thoát thôi hả? Còn mấy anh em mình đâu? Đi mình đi. Mẹ nó. Giết hết tụi nó đi. Mẹ nó. Muốn đạt làm chủ à? Đại ca. Đại ca. Đi đó. Có sao không đại ca? Mẹ tụi mày. Có sao không anh? Muốn đòi máu nè, mình phải trả cho anh em. Mày góp hàng cho tao. Bút tụi nó để lâu tụi nó chưa đấu bây giờ. Dạ. Dạ đại ca. Đi. Ông Siêu, ông đang sức tàn lực kiệt như vậy, chuyện nó để sao được không? Mày im. Mày mà nói một tiếng nữa tao bắn mày nát ốc. Anh bình tĩnh đi. Tao mà không xử tụi nó hết trong ngày hôm nay, giang hồ không ai còn coi tao ra gì nữa. Mày ăn tiền của tụi nó hay sao mà cản tao hả? Anh ăn nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có chị Hiền phát hiện được âm mưu của tụi nó thì anh còn sống tới bây giờ không? Thôi bỏ đi. Em đã huy động hàng họ và anh em xong hết rồi đại ca. Tôi nợ cô cái mạng này. Nếu như tôi còn sống quay trở về, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng cho cô. Hai thằng này ở nhà coi sòng. Còn tụi bay đi theo tao. Dạ.
nhanh lên. Mẹ tụi nó. Đại ca, đúng là tụi nó chơi mình rồi. Má nè. Chỗ. Trời là trời, mẹ mày. Mẹ mày. Ông Siêu, ông có sao không? Ăn con mấy nhát thôi, nhưng mà trả được nợ máu cho tụi nó rồi. Cảm ơn cô. Đừng có ngạc nhiên, cô xứng đáng được tôi cảm ơn. Ông vẫn còn sống là may rồi. Hồi sáng tôi đã nói tôi nợ cô một cái mạng, vậy bây giờ tôi trả cho cô. Sáng mai tôi sẽ chở cô về Sài Gòn, sau đó cô sẽ hoàn toàn được tự do, coi như không nợ nần gì nhau nữa hết, được chứ? Không, tôi không muốn như vậy. Cô điên hả? Không phải lúc nào tôi cũng biết điều như vậy đâu. Khôn hồn thì nên biết tận dụng. Tôi mà đổi ý là cô không còn kịp đâu. Tôi muốn ở đây. Cô đã tìm mọi cách để bỏ trốn mà. Bây giờ tôi cho cô được quyền ra đi mà cô lại từ chối là sao? Tôi có một lý do mà không thể nói cho ông biết. Ở đây tôi là chúa tể, không ai giấu tôi được điều gì hết á. Bây giờ cô có nói không, lý do gì? Tôi muốn kiếm tiền. Kiếm tiền hả? Dạ, trước khi bị bắt vô đường dây của mấy ông, tôi làm công nhân, cuộc sống rất là chật vật. Mà bây giờ đã lỡ gán thân vô đây rồi thì đành phải phóng lao theo lao. Tôi chỉ mong là làm tốt công việc trợ lý cho ông, rồi tích góp chút đỉnh gửi về quê để giúp đỡ cho ba mẹ. Mà không phải ông đã hứa với tôi như vậy rồi sao? À, thì ra là vậy. Được, tôi sẽ trồng thưởng cho cô hơn mức cô mong đợi. Tuy nhiên, cô được quyền ra đi bất cứ lúc nào cô muốn. Lúc nào cần, cô qua nhà tìm tôi. Dặm cho sạch, máu của tôi không được sạch sẽ lắm.